Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông cùng tồn tại song hành. Tuyệt đại đa số bà con Khmer theo Phật giáo Nam Tông, còn bà con người Việt và người Hoa phần lớn theo Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hoặc Tiểu Thừa. Phật giáo Bắc Tông còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Từ Phật giáo Nam Tông qua các biến động lịch sử xã hội, hình thành thêm các phái Câu Xá Tông, Thành Thực Tông và Luật Tông. Từ Phật giáo Bắc Tông qua sự thâm nhập và giao thoa văn hóa bản địa, hình thành thêm các phái Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, tức Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông có sự dị biệt ở một số quan niệm về triết lý nhân sinh và giải thoát. Phật giáo Nam Tông chủ trương tự độ tự tha, tức là mỗi người tự giác ngộ và tự giải thoát cho bản thân mình. Ngụ ý như cỗ xe nhỏ, tiểu thừa. Còn ở Phật giáo Bắc Tông thì chủ trương tự độ tự tha, tự giác giác tha, tức là không chỉ giác ngộ giải thoát cho mình mà còn cho chúng sinh. Ngụ ý như cỗ xe lớn, đại thừa. Về cách thờ phụng và tu hành, ở chùa Phật giáo Nam Tông chỉ thờ duy nhất là Đức Phật. Tu sĩ chỉ có tăng, không có ni. Nữ giới chỉ là Phật tử. Các vị sư sãi mặc áo cà sa vàng đi khất thực. Còn ở chùa Phật giáo Bắc Tông, ngoài thờ Phật còn thờ các vị Bồ Tát và 18 vị La Hán. Đây là Già Lam cổ tự, dân gian gọi là chùa con ngựa theo Phật giáo Bắc Tông. Già Lam cổ tự tọa lạc tại ấp Xẻo Dông, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Đầu thế kỷ thứ 19, ngôi chùa được dựng nên bằng tre lá đơn sơ. Năm 1940, chùa được xây lại kiên cố trên nền hình chữ Tam theo văn hóa Trung Hoa. Mái vòm và nhiều hoa văn trang trí chánh điện theo kiểu Ấn Độ. Chung quanh có cảnh quan đẹp, lại được nghệ nhân khéo tay tạc hình tượng một con ngựa chiến, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và độc đáo của ngôi chùa. Bên trong, chùa còn lưu giữ 140 tượng Phật. Các tác phẩm điêu khắc này mang đậm ý nghĩa tâm linh và giá trị mỹ thuật cao. Hàng năm, tại đây có nhiều lễ hội chiêm bái được tổ chức thành thông lệ. Lễ lớn hàng năm của chùa thì có hai lễ lớn nhất. Đầu tiên thì cái lễ 6 tháng 4. Là cúng hòa thượng khai sơn chùa này, tức như là hòa thượng cất cái chùa này đầu tiên á. Sau nữa đó là cái lễ bữa 12 tháng 4 là ngày dỗ tổ, là cúng ông Già Lam. Dỗ tổ là lớn nhất của trong chùa.
Vào những năm đầu thế kỷ 21, Phật giáo Nam Tông Hậu Giang còn nổi bật với thiền viện Trúc Lâm, tọa lạc tại ngã ba Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ. Trên diện tích hơn 4 hectare, thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang là nơi tu theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là điểm tựa tâm linh cho tăng ni, Phật tử và người dân trong vùng. Khôi phục lại những văn hóa, vật chất, cơ sở thờ tự đời Lý Trần, cho nên chúng tôi mới có cái duyên trở về thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang này để giữ gìn và phát huy những văn hóa hay là những giáo lý Phật giáo mà chúng tôi đã học với Hòa Thượng Tôn Sư để cho bà con Phật tử của chúng ta thấy những cái hay, những cái đẹp của tổ tiên mình, vua Trần Nhân Tông đi xuất gia, tức là năm 1299, ngài từ giả ngai vàng, từ giả ngôi Thái Thượng Hoàng vào trong núi Yên Tử. Ngài biết được tâm tư nguyện vọng của người Phật tử Việt Nam, cho nên ngài không có muốn là người Phật tử Việt Nam theo các tông phái Phật giáo của Trung Quốc, mà ngài khéo léo dung hợp phái thiền Tỳ Ni Lâu Lu Chi, Vô Ngông Thông và Thảo Đường thành một phái thiền Việt Nam, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Vì vậy cho nên khi Hòa Thượng Tông Sư của chúng tôi, Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, ngài nghiên cứu Phật giáo, thấy đây là cái điểm mà đối với người con Phật, người học Phật Pháp không thể nào bỏ qua cái điểm này. Dù tu tập theo Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, các Phật tử là người Hậu Giang luôn nghĩ rằng Phật tại tâm và luôn mong muốn sống theo nguyên tắc tốt đời, đẹp đạo, làm tròn nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, trường tồn. Sống